Bé Runa Begum 18 tháng tuổi đến từ một ngôi làng xa xôi tại bang Đông Bắc Tripura của Ấn Độ. Từ lúc sinh ra, Runa đã mắc bệnh não úng thủy. Chứng bệnh do dịch lỏng hình thành bên trong não khiến đầu Runa có chu vi tới 94cm, gây áp lực lên não và khiến bé không thể ngồi dậy hay trườn bò. Nhưng do chi phí quá cao, hoàn cảnh gia đình lại quá khó khăn nên việc điều trị của Runa vẫn bị chậm trễ. May thay, một bệnh viện tư ở ngoại ô New Delhi đã quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí cho ca phẫu thuật này. Kết quả, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công. Sau phẫu thuật, các hoạt động của bé đã được cải thiện rất nhiều. Hiện giờ bé đang phục hồi rất tốt. Bé đã có phản ứng với âm nhạc và các âm thanh khác. Bé đang cố gắng để cầm nắm, thậm chí cố gắng kéo ống truyền ra. Trước đây bé gần như không thể làm được những điều này. Hiện giờ chu vi đầu của Runa chỉ còn gần 63cm và có thể sẽ giảm xuống thêm 10cm nữa trong những ngày tới. Các bác sĩ cho biết Runa sẽ còn phải tiếp tục được chăm sóc phục hồi toàn diện để có thể có được một cuộc sống bình thường. Nhiều nhà hảo tâm trên khắp thế giới cũng đang tiến hành gây quỹ ủng hộ cho Runa và gia đình của em để giúp họ trang trải các chi phí sau ca phẫu thuật.